Mua app Liên Minh hoặc Liên Quân tại appvip247.com. Ok, và xin chào tất cả anh em. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một cặp đôi gây rất là nhiều ức chế ở phía dưới đường bot này. Đó chính là Heimerdinger cộng Blitz nha anh em. Rồi, con Heimerdinger này thì chúng ta có khả năng đẩy đường nhanh là một. Cộng vào đây nữa là con Blitz. Thì mỗi khi mà Blitz kéo về thì chúng ta dồn đam cái skill E có rất là khống chế này, thêm cái W của mình nữa thì đảm bảo với anh em là nó sẽ gọi là úp hơi thân trưởng ngay thì những cái phát kéo đầu tiên luôn. Từ đầu thì mình sẽ cộng quy để chúng ta dọn dẹp lính nhanh để cho Blitz sẽ kéo hơn nhá anh em. Bây giờ chúng ta cứ đợi Blitz kéo thôi, thì chúng ta đẩy lính nhanh quá mà. Blitz kéo đi. Có vẻ như Zenix anh ta rất là côn khi mà đứng sau những con lính. Chúng ta sẽ lát hit vậy. Hôm nay đẩy chậm người ta, mình đẩy mang nhát thôi mà nó mất đi một đợt lính rồi. Hôm nay đẩy mãi không xong, chán. Rồi cái này thì những cái con cái máy của mình nó đặt hơi xa cho nên là không thể nào mà combo được, với cả mình chưa có skill E nữa. Cái này thì chúng ta lên cấp độ 3 thì nó mới bá đạo cho anh em. Cấp độ 3 thì chúng ta mới bá đạo được. Ủa ơi, hay. Trời nha. Xin nhẹ được cây. Xin nhẹ được cây anh em. Ok. Nào mấy ông này làm gì nữa. Đây. Đấy. Bây giờ thì con đính của chúng ta làm việc rất là hiệu quả. Bắn không ngừng nghỉ. Rồi, tôi lên cấp độ 3 rồi nha. Làm sao? Đâu. Cái lợi thế của cây cặp đôi này thì mình thấy là nó có đẩy đường nhanh được một, tùy theo và kéo đến phía của Blitz nữa. Nó hơi phụ thuộc vào Blitz một chút. Hoặc là mình có thể choáng trước và Blitz kéo sau cũng ổn áp. Nếu như mà chúng ta kết hợp với nhau là ăn ý với nhau. Đấy. Ôi trời ơi, chết ngay anh em thấy chưa. Một phát là Blitz kéo này, sau đó Blitz bốc lên trời. Với là mình skill E được choáng nữa. Mình dồn combo đảm bảo với anh em rồi. Ông Rakan không thể nào mà đậu sức rồi. À đẩy nhanh à. Đẩy xong cái đợt này mình sẽ về thôi. Đã. Máy làm việc rất là đi kéo dính của này đảm bảo với anh em thằng Zinix bốc hơi luôn á. Đảm bảo luôn. Yo Rakan. Rakan. Bơi vào đây. Bơi vào đây. Ok. Đứng trong những cái máy của chúng ta thì nó gia tăng được cái tốc độ di chuyển nha anh em. Nó kêu gì trước nhỉ? QIE. Trời ơi. Rồi xong rồi. Tốc biến hất tung cả. Rồi xong tôi luôn. Rakan này ông gắt vậy ta. Tốc biến hất tung anh em. Tốc biến tung xong rồi Zenix anh ta đặt skill E. Ma này thì mình không thể nào mà chống cự được. Đây. Tại vì mình mang cái tele anh em cho nên là rất là lợi. Đây. Ok. Đã biết thì anh ta mang thiếu gốc với cả tốc biến. Còn mình thì mang tốc biến với cả di chuyển. Tính làm gì? Tính làm gì? Tính làm gì? Làm sao? Máy! Ui, nó sao? Rồi xong. 2-1. Đây bạn vẫn để lại một mạng anh em. Và chúng ta lại còn câu thêm cái flash đến từ phía của Zenix nữa. Đó là một pha trao đổi qua lại luôn. Quá lời. Hay cậu. Ôi. Cái này nó như là cơm bữa anh em. Ken nó hơi thừa, nó hay chuyện. Như ăn cơm rồi. Ok. Mình sẽ lên lấy một cái đất trụ về đi. Tham lam tí. Wow, liên tục lập công cả. Ghê quá nhở. Rồi. Về đi ông ơi. Về mua đồ gái. Rồi. Ui dồi ông kéo vậy là chết tôi rồi.
Blitz này kéo nó hơi sai sai anh em. Đấy. Ông cứ để tôi choáng xong rồi ông kéo. Đấy. Cứ bình tĩnh mà chơi. Đặt máy tiếp. Có chịu không? Nó cứ phá máy của mình là mình lại đặt máy tiếp. À, thì khi mà chúng ta có Blitz đây thì nó gây ra một cái áp lực anh em. Đấy. Còn không chết. Trời ơi, bốc hơi luôn nhá. Nào, lên xin. Dám vào đây không? Tuổi gì? Ok. À, biết là con này có lên theo cách đó chính là siêu phá trụ đúng không ta? À, nếu anh em muốn mình làm được cái vị tướng này mà lên theo phong cách đó chính là siêu phá trụ thì anh em hãy đừng quên bình luận cho mình biết nhá. Cũng như là anh em nào có ý tưởng gì hay thì hãy comment cho mình biết luôn. Và nhân tiện đây thì anh em nào đang xem và chưa like và đăng ký kênh thì hãy kéo xuống ấn like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cần cái nút like của anh em thôi, đấy là một động lực rất lớn rồi, rất lớn để mình mỗi ngày sản xuất video cho anh em xem. Này, khó chịu chưa? Khó chịu chưa? Thằng Lee Sin hình như nó đang lại giam ngó ở đây à? Về cậu à? Ủa. Tôi đang định về rồi. Về nào? Để lên phòng âm đi. Từ từ từ. Chắc là mình sẽ ở lại quá. Ở lại đi. Ở lại đẩy nốt cái đồng lính này đi. Rồi chúng ta về cũng được. Chắc là bọn này đấy định ăn rồng rồi. Rồng nước à? Rồng nào cũng quan trọng hết nha anh em. Nhưng mà con rồng nước này ta sẽ ra treo đùa được này. Phá không? Ở sợ cướp hay quá không? Cái ông công ngộ không thì ông căn thời gian nó bay qua nó hơi sai anh em ạ. Cho nên là không cướp được. Nào, tiếp tục. Nào lấy nó cái nấc trụ đi. Nấc trụ nào. Ok. Thêm 160 đồng. Blitz đâu ta? Blitz đi ganh mít à? Sao sao? Này thì mình có thể một bên hai được. Thủ rất là tốt. Trừ khi có 3 thằng dù dưới đây thôi anh em. 3 thằng thì nó nó cũng ổn rồi. 2 thằng vẫn ok nha. Combo đi, combo đi. Đâu Blitz đâu? Úi sợ ơi, mong xong rồi. Kéo về cái lúc mà tôi combo thế này. Và đấy là ông Blitz. Cần gọi là ông Blitz này, ông vội quá. Blitz mày là mình mà tính toán nó chuẩn hơn một chút thì ok rồi. Để đợi cái lúc mà ông Rakan này ông ấy e lại về cái ông Anzinic thì ông Blitz kéo là hợp lý hơn. Blitz kéo vội vàng quá. Vội vàng quá. Đảm bảo với anh em là khi anh em gọi là cầm cặp đôi này ở dưới boss thì hai thằng boss được, hai thằng boss tên bạn đảm bảo anh em không tiếp cận được cái trụ này luôn ạ. Có cua ơi, cua ơi. Giảm giảm. Còn chết. Thôi hai ông mày luôn. Mạnh thật anh em. Đi không? Hai con này Blitz với cả Hedeminger combo kết hợp với nhau thì nó rất là đáng sợ anh em ạ. Anh em một lần nếu mà anh em thử mà chiến thắng thì anh em hãy quay lại đây và bình luận cho mình biết nha. Về đi không, về đi cho nó mất đính. Chủ đồ không bao nhiêu cả, có tên le cơ mà không âm. Thêm một giây em nữa là ok. Ok, ổn áp rồi. Thế thôi. Cầu máu tốt, cầu máu tốt. Đây, sống hộ cái. Sống hộ mày luôn ấy. Ui, còn ulti à? Xong rồi, xong rồi. Cover tôi, cover tôi. Ôi, sai quá anh em.
Flip chạy phía dưới. Còn một mình sớm là ok rồi. Ta trao đổi lời nha anh em. Cái pha vừa rồi là một đổi ba thì cũng là lời rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi phá cái trụ. Vẫn là trụ đầu thôi. Ta vừa rồi thì đây là mục đích của mình. Mình đi phải coi trụ đầu mà. Sớm là mình không. Để cho nó mất đính thì chúng ta lại càng có thêm lợi thế hơn nữa anh em ạ. À, mày muốn thi đẩy trụ à? Thi đẩy trụ với tôi à? Sai rồi đấy. Còn không mau đi về. Nhưng mà này không dám thi đẩy trụ mình đâu. Đây. Đấy trụ rồi. Đấy trụ rồi. Cái máy của tôi làm việc rất là hiệu quả nha anh em. Đấy bắn trụ kìa. Ủa ơi. Đánh luôn. Ok. Lại là Karakan này. Toàn chơi móc rồi anh em. Ok. Ủa rồi, về đi. Đồng hồ cát rồi nha, bây giờ mình lên đồng hồ cát cho nó an toàn hơn nữa. Thấy đi không? Kali này. Kali này nó đẩy thấy cao cho nên mình sẽ lên top chơi với nó một tí. Thằng này level 13 cơ. Nó hơn mình một cái bờ. Trong khi đấy mình farm hơn nó. Ăn mạng hơn nó. Thế là thế nào? Thế là thế nào anh em? 30 lần này 30 lính. Ăn hơn một mạng này. Cũng là 6 trợ. Đây. Nói chân cho mình lấy trụ ra. Bay vào. À. Làm sao? Hôm nay còn một R đã. Ê, không tiếp cận được tôi đâu. Này. Bơi vào. Úi trời ơi. Bước di chuyển của ông thì nó nằm trong bụng tôi rồi. Các ông này sẽ gọi là rất là háu. Mà mình đang rất thấp máu như này rồi. Bê trụ đi. Cái pha trao đổi như này vẫn còn lời nha anh em. Lại thằng xe lát nữa. Ui. Lát tay lên em gì xong xuống rồi bót em đi ba thôi mà là mình ăn xong cái đá này thì chúng ta đi về đi. Ok thế thôi. Đây tôi đến rồi đây anh em. Để con bắt kia một con AD đây. Chết tôi rồi. Thả diều thôi. Ủa. À, không sao. Vẫn thấy được cái mạng của thằng Phoenix. Bây giờ thì mình đang một đánh 3-4 thằng như thế này. Đánh giống chấp top rồi. Tao có vẻ như ít hơi nặng tay. Nhưng không sao cả. Có mình ở đây thì trở nên rất là dễ dàng. Cường Heneminger ở đây. Ui trời ơi. Bắn quả tên lửa nó phải vỡ đầu ông sai lát luôn anh em. Vỡ đầu. Rakan này. Rakan sẽ đứng đấy chuẩn bị núp. Núp đi mà. Đau chưa? Quá thốn luôn. À, một ông nữa này. Lê xin đang móc lốp này anh em. Móc à? Móc này. Vẫn chưa gì về. Kéo nó về ông ơi. À, nó không vào. Đây. Mày, một cái W nữa trên này, một cái W. Ủa, tí ấy tới. À. Kali kìa. Kali bất lực luôn đấy. Nào phá đi. Phá hộ tôi gái. Nào hai ông bơi vào đây.
hai ông này, ba ông luôn, ba ông luôn cả, ờ lát các kiểu à anh em. Anh em tôi đến rồi nha. Nó bất chấp để nó giết mình nhưng mà vẫn không giết được anh em ạ. Thanh niên đầu to Henninger này nó khó chịu. Về thôi, mình hết máu à. Đẩy nhá, tôi về cái. Mình sẽ mua cái quỷ thư. Rồi thì lên top. Lên top thôi. Bây giờ mình sẽ đi ăn blue cái. Olaf mà tranh blue với tôi thì đi chơi luôn. AFK luôn. Để tôi ăn nhá. Ok. Azon luôn nhở. Thôi xong, tôi xong. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Úi trời ơi. Một cái W cho anh em. Một cái W cộng thêm cái R nữa. Một hơi ông Zinix luôn. Đúng là khỏe. Máy đâu? Làm việc đi. Thôi 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 thôi. Trời ơi. Máy nó bắn xuyên khói anh em. Máy nó định vị cả rồi. Sao né được. À, lên xin phải không? Lên xin kìa anh em. Chạy đi ông ơi. Rồi tôi sẽ hỗ trợ từ phía xa. Ui, chết luôn anh em. Nào. Đến lúc chúng ta thể hiện rồi. 3. Ôi trời ơi. Ai đây này? Nào nhập vòng cửa mà đánh ghê vậy anh em. Ghê kìa. Wow kìa. Trời ơi. Bảo với anh em là cái pha như thế này là nó như cơm bữa rồi. Tôi thì mỗi ngày rồi. Anh em đừng quá ngạc nhiên. Đấy. Cái pha bắn mít vừa rồi thì đừng có ai thấy gì hết đấy nhở. Đủ chút thôi anh em. Đâu rồi, có vài pha nó ảo ảo kỹ. Blue, blue, blue. May này. Cột chuẩn. Ôi. Xong rồi, vừa đánh mất blue à. Ê, ông này bleed, ông kéo đi cơ. Chết thật. Làm mất blue của tôi. Đấy, ông chạy ở chỗ tôi là ngon rồi. Nào. Đâu. À. Có máy bự ở đây đi. Xong rồi. Ủa. Đông quá anh em. Đông quá. Ok, vẫn lời rồi. 3 đổi 3. Ok, về đi anh em. Giờ mình sẽ mua cái các bạn thì mình không cố gắng phép mấy. Mình sẽ lên cái triệu pha lê à. Bắn được 5 trận nữa. Đúng rồi, kiểm soát Baron, kiểm soát Baron. Đây thằng Zinix. Úi trời ơi, một cái W thôi anh em. Một W thôi mà bốc hơi ông Zinix rồi. Bây giờ đánh đấm gì nữa đây. Anh em muốn bắt đồng được thằng Rakan à? Ok. Rakan nó đang tội tình gì mà anh em phải cứ bắt nó này. Rồi. Thi để trụ à? Cuộc thi để trụ à? Nên xin không, còn không mau đi về nữa. Còn không này. Không biết là về đép được rồi. Rồi chúng ta tiếp tục này. Ok, tiếp tục thôi. Để khi tình nào tình xấu, tình xấu. Tính hấp gì, tính hấp gì. Úi xời ơi, đau chơi anh em.
Ôi, con chỉ có 100 máu thôi. Đẩy tiếp. Chơi liều luôn. Chơi liều luôn anh em. Ô lát về rồi, lát về rồi. Không điều nữa. Rút, 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 rút. Không, không số loại, không lịch xịt nữa. Quá giỏ. Rồi, Baron, Baron, Baron. Ăn Baron anh em ơi. Điều này tôi gánh hết rồi. Mày bắn thử chứ kìa. Cái gì đây, cái gì đây. Cái gì đây. Mày quá. Giữ thằng lấy xin, giết lấy xin. Thôi, thôi, thôi. Thôi anh em. Đổi đau chưa. Thôi mà Olaf. Cái gì đây. Xong. Đây tôi đợi cái đép nhà cái. Cố lên. Này quả này mình chơi điều qua đấy nữa thì lính nó vào thì chúng ta bị thua rất là nhiều đó. Khi mà ăn Baron mà anh em cũng chịu về. Quả này anh em về chúng ta lại to rồi. Để mà anh em cứ thích đánh nhau cơ. Chán anh em thật. Nào ăn blue, ăn con red cái. Dăm ba con red. Ping. Ơ thôi máy chưa gửi cho tôi. Tại vì sẽ đi bê lén mình. Tại thì mình rất là mạnh rồi. 25 sách cơ mà. 700 phép. Có những trang bị là vừa thủ vừa công. Mắt tím. Mắt tím. Mắt tím. Ok. Anh em theo tôi. Anh em chỉ cần bảo kê tôi là ổn ngay. Rồi. Lôi nó về không? Một lôi thôi. Một lôi thôi. Thấy chưa? Thằng AD chắc là nó sắp khóc rồi đấy. Mình cái này. À đây rồi. Đây rồi. Sút mình đi bằng được. Mình xin châu ấy. Rồi xong nát luôn. Bạn đép kiểu gì bây giờ? Bài rồi, bài anh em ạ. Xong luôn. Và có vẻ như trận đấu chúng ta đã kết thúc tại đây rồi. Một lần nữa mình cảm ơn anh em rất nhiều vì đã xem video của mình nhá. Và hẹn gặp lại anh em ở những video sắp tới. Tạm biệt.